Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trang Địa Phương với những phóng sự của phóng viên các đài phát thanh truyền hình trên cả nước. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Để giúp đỡ người dân giải quyết những vướng mắc về thủ tục hành chính, nhiều địa phương đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Xuất phát từ thực trạng người dân gặp nhiều khó khăn vướng mắc khi làm thủ tục hành chính, Quảng Ninh đã thành lập các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Các cán bộ trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều đã đến các điểm chợ, điểm xã phường để làm thủ tục, cấp các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực như là đất đai, điện nước, thuế, đăng ký kinh doanh. Người dân được giải quyết các thủ tục nhanh gọn, hiệu quả nên rất phấn khởi với cách làm linh hoạt này. Hôm nay, chị Đoàn Mai Nga, cán bộ trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều tiếp tục hành trình đến với dân để thực hiện các thủ tục hành chính lưu động. Đây là buổi thứ ba trong tháng, đoàn công tác của chị tới tận khu dân cư, xử lý mọi vướng mắc về các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Trung Tính ở thị trấn Mạo Khê, Đông Triều là một trong hơn 10 hộ trong khu Vĩnh Đông vướng mắc về thủ tục cấp điện sinh hoạt cho khu dân cư mới. Cứ đi lên đi xuống trung tâm hành chính công thị xã vài lần mà vẫn chưa giải quyết được dứt điểm. Thật may có đợt công tác lưu động này được hướng dẫn trực tiếp nên chỉ trong một buổi sáng, các thủ tục mà gia đình ông và các hộ lân cận còn thiếu đã được hoàn thiện. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi đã được đoàn hành chính công của thị xã Đông Triều đã đến gần với dân như thế này, tạo được cái niềm tin cho nhân dân chúng tôi. Hai tên hai vợ chồng chị này. Nếu như trước đây, tâm lý chung của các cán bộ hành chính như chị Nga là chờ đợi người dân đến với mình, thì nay, chính những hiệu quả bước đầu của công tác cải cách hành chính lưu động đã khiến cho chị và đồng nghiệp có sự chuyển biến trong tư tưởng. Vừa giải thích cho dân, vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân. Việc làm này đã giúp cho các cán bộ hành chính có thêm kinh nghiệm thực tế, từ đó có sự thống nhất và khoa học trong các vấn đề liên quan tới việc yêu cầu người dân phải đáp ứng về các thủ tục hành chính. Bản thân chúng tôi thì cũng có thể tiếp cận gần và có thể lắng nghe những ý kiến đóng góp, những tâm tư nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc của trực tiếp những người dân. Từ đó thì chúng tôi sẽ về tự trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân. Kể từ khi bắt đầu triển khai tháng 7 năm 2017 đến nay, gần 500 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân thị xã Đông Triều đã được giải quyết trong 10 buổi đi xử lý lưu động. Các cán bộ trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều đã đến tận các điểm chợ, điểm xã phường để làm thủ tục cấp các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đất đai, điện nước, thuế, đăng ký kinh doanh cho người dân. Chúng tôi nhìn vào cái sự việc làm của các cơ quan hành chính và các cái đội ngũ cán bộ mà có đầy đủ những cái trình độ năng lực về phẩm chất đạo đức, về cái phong cách và có những đổi mới tư duy về cái cách làm và tiếp cận với người dân, thì chúng tôi thấy đây là một cái quan điểm mà chúng tôi đang có rất nhiều những cái niềm tin và đặt vào những cái trong cái tương lai của cái đội ngũ cán bộ của cơ quan hành chính công thị xã Đông Triều. Đây là một trong những cái việc làm để tiếp tục vận động nhân dân để thực hiện tốt trong cái việc mà thực hiện các cái chủ trương chính sách. Đông Triều là địa phương đầu tiên và duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện cải cách hành chính lưu động. Để có được những buổi cải cách hành chính lưu động, và quan trọng là sự chuyển động trong chính tư tưởng của những người cán bộ hành chính, là do sự quyết tâm trong từng cuộc họp, từng kế hoạch đã được cụ thể lan truyền mạnh mẽ từ lãnh đạo trung tâm tới từng cán bộ. 100% cán bộ trung tâm đã được huy động, 5 tổ nhóm được thành lập nhanh chóng để luân phiên giải quyết, tư vấn, hỗ trợ, xử lý hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp trong những buổi hành chính lưu động. Lãnh đạo trung tâm cũng thường xuyên có mặt trực tiếp để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lưu động, đảm bảo nhanh gọn, thuận lợi. Việc làm này đã góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức. Với phương châm là mang lại sự hài lòng cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp, cho nên anh em cũng không quản ngại thời gian. Quan trọng là cái việc mà để làm sao đó mà để mình giới thiệu được về trung tâm nhiều hơn, về bộ phận tiếp nhận trả kết quả xã nhiều hơn và kết quả mình giải quyết được tốt hơn. Sự đồng thuận của người dân phường Đức Chính, thị xã Đông Triều trong việc hiến đất, tháo dỡ các công trình để mở rộng đường vào đền sinh chính là một trong những minh chứng rõ nét trong sự chuyển động trong lòng dân. Từ sự tích cực của cán bộ hành chính trong việc chủ động gần dân, tạo thuận lợi cho dân bằng cải cách hành chính lưu động, người dân cũng đã cùng chuyển động với chính quyền. Đó chính là sự đồng thuận trong mọi chủ trương chính sách của địa phương và của nhà nước.
hôm nay là một địa điểm nữa được cán bộ trung tâm hành chính công chuyển động để đến với người dân, gần với dân, thực hiện các thủ tục hành chính.